Đấy, các bạn ơi, đang đi leo núi các bạn ạ. Yeah, sắp leo lên đến đỉnh núi rồi các bạn ơi. Lâu không đánh bóng, lâu không tập thể dục, độc đi leo núi một tí mà mệt các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn đang dẫn đầu đoàn nhé. Và kia đang đi sau xách cái dép các bạn ạ. Ở đây đố các bạn biết tôi đang ở đâu. Một nơi phong cảnh thật là tuyệt đẹp các bạn ạ. Chốc lứa mới đẹp hơn cơ các bạn ạ. Bây giờ chưa thấy đẹp đâu, chốc lứa các bạn mới thấy đẹp. Chốc lứa các bạn thả nào cũng bất ngờ luôn. Ở dưới kia nó khuất gió giờ lên đến đỉnh rồi các bạn ơi. Mát thật. Và đây trên núi có rất nhiều dê này. Dê ơi, không có phải dê của mình đâu. Dê dê này chắc là ăn thịt ngon lắm các bạn, vì nó ở trên núi, nó ở trên núi đá, thịt nó rất là chắc, chắc ăn mà được nướng cả con này ăn thì thôi rồi. Đây các bạn này, đẹp không? Đó, các bạn thấy chưa? Chưa hết đâu, xuống ở đây chưa đẹp lắm đâu, chốc xuống dưới kia mới đẹp lứa các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Đúng các bạn biết nơi này là ở nơi đâu, các bạn bình luận phía dưới nhá. Công phu thật các bạn này. Trên núi đá mà người ta làm những cái đường đi này, công nhận công phu thật. Thôi, sao mệt thế? Đâu không tập thể dục vì đi mệt quá. Không ạ, em có bao giờ tập thể dục đâu mà em ở lâu không tập thể dục. Anh trong mấy năm không tập thôi. Vừa mát mẻ, vừa đẹp, vừa thâm cung, vừa bí hiểm các bạn này. Rồi. Chui xuống đây thật sự là sợ rắn rết đất, không ai dám chui đâu các bạn ơi. Căn bản là chúng tôi, những lần trước chúng tôi bảo chuyên gia thôi, nhưng đấy là chuyên gia nói phét thôi các bạn ơi. Còn thật sự thì chúng tôi không dám chui. Wow. Đây các bạn ơi, đây là cảnh chính các bạn thấy chưa? Wow, xong rồi, đẹp không? Đẹp anh ạ. Nhưng mà bơi đây sợ cá mập không? Không có cá mập đâu em ơi. Anh em mình xuống thì cá mập đớp hai cái là chết. Các bạn ơi, núi đá. Quá là đẹp luôn. Xong rồi anh em mình lại tiếp tục khám phá hang này đi. Hang này nhìn có vẻ ok á. Ghê lắm. Sáng nay anh không dám đâu. Đố các bạn biết anh em tôi làm gì ở đây các bạn ạ. Các bạn biết chưa là... Các bạn bình luận đi xem nào. Bãi biển này cũng khá là đẹp, nhưng mà vùng quanh đây thì cũng khá là nhiều rác đúng không? Đã... Tôi sẽ làm. Đã khá lâu rồi không được đi biển các bạn ạ. Ra là mát thật. Đây rất là nhiều ve chai nhé các bạn nhé. Rất là nhiều chai lọ thế này. Để ở gần đây thì tôi sẽ làm thử thách được tiền đó. Kiếm ve chai được tiền đó. Các bạn ơi, xuống cái bãi biển này và tôi nhìn một lượt rồi các bạn ơi. Thế này nếu mà cho tôi lượm ve chai hết cái chỗ bãi biển này chắc phải được 200-300 nghìn các bạn ạ. Nhưng mà ở đây là một nơi rất là xa, không làm gì được các bạn ơi. Bây giờ chúng tôi sẽ đi khám phá. Để thật trơn á. Thì sáng thì đi lại phương này các bạn ơi. Có tôi lần này là lần đầu tiên đi. Thật đấy. Ui ui. Xuống dưới con xuống được không? Đấy, các bạn thấy anh em chúng tôi công phu không? Các bạn mà yêu quý anh em chúng tôi thì các bạn là like và subscribe nhé. Đâu đây đây không, cái này cứ để đây thôi, chốc mình quay lại và cầm đi làm gì. Tay này đau nhất nhất nào. Đấy, đi đá này các bạn phải để ý nhé.
Wow. À, giờ là chúng tôi đang đi tìm chỗ để sinh tồn các bạn ạ. Xem chỗ nào mà ngủ được các bạn ơi, nằm được. Ở chỗ này thế này thì đêm đến thì không biết nước có lên tới đây không hả Sáng? Leo cẩn thận Sáng ơi. Tôi đang leo núi các bạn ơi. Tôi đang leo núi các bạn. Sáng thì cũng đã có kinh nghiệm sinh tồn rồi các bạn ạ. Cẩn thận đấy, thôi leo đấy, trên đây đứng lắm em ơi. Chốc không có xuống được đâu. Đi xuống đi. Xuống 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 đi. Đó, lần đầu tiên được đi biển đi khám phá những cái tảng đá như thế này luôn các bạn ạ. Thì đi biển thì trước tôi đi biển Vũng Tàu rồi. Đó, các bạn ạ. Tí là bắt được con cua luôn. Nhưng mà biển này thì là lần đầu tiên đi các bạn ạ. Wow. Lên đây xem. Ui. Ô các bạn ơi. Hùng vĩ nhỉ. Quá là hùng vĩ luôn. Rồi các bạn ơi, tôi đi vào đây các bạn ơi, ghê lắm. Sóng nó đánh rất là lớn luôn. Cô đây, anh khát nước không? Khát. Nhặt được một đồ, cái dây sữa luôn, vẫn nguyên zin chưa bóc luôn. Em ơi, nhưng mà xem bỏ ra xem rửa sạch đi xem có còn hạn sử dụng không? Hết hạn rồi. Hết hạn rồi á? Hết hạn rồi. Hết Tháng hạn rồi. 2, 2024 đây, bây giờ là tháng mấy nhỉ? Bây giờ là tháng 3 rồi. Bây giờ là tháng gần tháng 5 rồi, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. Bóc 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 cho anh một hộp xem nào. Khát quá các bạn ơi, anh em chúng tôi để sinh tồn từ sáng đã được hớp nước ở đâu? Đi sinh tồn mà không chế tạo nước thì lấy đâu ra nước mà uống? À, các bạn ơi, đầy cát luôn, đầy cát trong cái lốc sứa luôn, nhưng mà đấy là ở ngoài thôi các bạn ạ. Sáng ơi, em thế làm gì, em xé từng cái ra một cho nó nhanh chứ. Biển ở đây nhiều rong nhiều rêu lắm. À, đưa xem nào. Ui, hình như là lỗi ấy rồi à. Kiểu lên men là nó lỗi phồng rồi sao ấy. Chưa lỗi phồng thì uống được. Nhưng đấy hình như là nó lên men nó lỗi phồng rồi, lỗi phồng chưa? Đâu, đây là ngâm nước lâu nó ấy. Cái bóng thôi, còn giấy bạc nó, giấy bạc cũng trong nguyên mà. Ai đang cầm máy quay mày để ấy nào. Sao được không, ai không cần. Các bạn ơi, chạm vào đây mặn lắm, mặn. Thì bên ngoài nó phải mặn. Đây để em mở một tờ ra luôn. Không biết là xong có đi ỉa không các bạn ơi. Ở trong hộp thì vẫn bảo đảm, nhưng mà quan trọng là nó hết hạn sử dụng thôi các bạn ơi. Ở trong nó có một lớp ấy cả. Cái xong có một lớp đấy bạc thoải mái luôn, cái này ngâm thoải mái không sợ. Nhưng mà quan trọng là nó hết hạn sử dụng hết bao nhiêu ngày rồi? Tháng 2. Tháng 2, hôm nay là tháng 5 mẹ rồi. 3 tháng à? Em có lên uống không? À. Chưa, cái là hết hạn tầm gần mùi 2 thơm tuần. Lắm. Thơm nguyên thật. Hai tháng rồi đó. Hai xíu là nó nhạt nhạt. Chứ không được. Uống được Sáng rồi. Khác quá. À, cho anh cô muốn hết cả hồ về luôn. Thôi các bạn đã uống thế thôi. Sáng đã đổ ra chân tôi rồi. Uống thế thôi, uống nhiều chốc nó đi ỉa, đi cấp cứu ở ngoài đảo đéo đi rồi chết mẹ. Thôi các bạn ơi, tôi uống một tí là đỡ khát rồi. Sáng không dám uống à? Không, em không uống. Sáng bụng dạ là yếu lắm. Thôi anh em chúng tôi lên làm tiếp này. Buổi sáng thức dậy ở một nơi thật là đẹp các bạn ơi. Nhưng mà hơi mệt một chút các bạn ạ. Tối hôm qua ngủ trên vách đá. Đá nó cứ nhọn nhọn thế này là rất là đau lưng. Rồi lại muối, lại rét nữa các bạn ơi. Ngủ không ngủ được bao nhiêu suất các bạn ơi. À, các bạn thấy không? Đẹp quá, đất trời là đẹp luôn. Chán tiền xu thì giờ mới dậy các bạn ạ.
Thế tôi mới xuống với Phong thì đã thức dậy từ sáng sớm đi bắt được rất là nhiều ốc rồi các bạn ơi. À các bạn ơi, cho các bạn xem thành quả nhé các bạn nhé. Rất là nhiều ốc luôn. Một bao ốc luôn các bạn ơi. Bao ốc giống như hôm qua luôn. Thì bây giờ tôi sẽ đợi giếng từ bên kia về rồi cùng nấu đồ ăn để ăn nhé các bạn nhé, luộc ốc để ăn nhá. Ở cái bãi cát này tập thể dục, sáng ra tập thể dục, ui rồi thôi rồi luôn, tập thể lực ở cái bãi cát này thì đúng bài luôn, quá là đẹp các bạn ạ. Trong kia có hang động rất là đẹp nhưng mà nó rất là sâu, không dám vào khám phá luôn các bạn ơi. Vào khám phá lại sợ mắc kẹt ở hang động như 19 em ở Thái Lan mấy năm trước thì nguy hiểm lắm các bạn ạ. Cho nên tôi không vào đấy khám phá làm gì hết. Nhưng mà công nhận là không khí ở ngoài biển này trong lành, dễ chịu thật các bạn ạ. Mát mẻ. Sóng đánh từ quần là có thật các bạn ạ. Sóng từ ngoài kia và rất là ghê ấy. Ui các bạn ạ. Nhưng ở đây nước nó màu xám, nó không màu xanh giống như trong kia. Cả nước màu xanh thì nó đẹp cực luôn các bạn ạ. Sóng đánh ghê thật. Sáng sớm đi kiếm đồ ăn để giếng nó ra kia tắm biển các bạn ạ. À, khợt điên này, tắm trời này lạnh lắm các bạn ạ. Giếng nó vẫn tắm, nó đang đi lang thang ở ngoài kia. Sóng nó mà đánh cuốn ra xa thì thôi luôn. Ở đây có mấy cái hang đá đẹp không các bạn ạ? Nhưng mà đây nó không sâu lắm các bạn ạ. Muốn sâu thì phải ra tận ngoài kia cơ. Sâu thì không không dám vào các bạn ơi. Bây giờ tôi thử vào cái hang trong đây xem nào nhé các bạn nhé. Ghê lắm các bạn ạ. À. Wow. Nhưng mà sợ hơi tối các bạn ạ. Không biết có nhìn thấy gì không. Hy vọng ở dưới biển này nó sẽ không có rắn rết gì đúng không các bạn. Đó. Nhưng mà hang ở trong đây đi đến đây là cụt rồi các bạn ơi. Nếu mà trèo lên kia, nếu mà nước liếc nó đến là trèo lên trên kia ở thoải mái luôn. Hang này hang cụt rồi các bạn ơi. Đi sang hang khác xem này. Đây có cái hang nhỏ hơn các bạn ạ. Ui kỳ vĩ nhỉ các bạn nhỉ. Sao lại có thể tạo ra được những cái phiến đá như thế này nhỉ các bạn ơi? Hay là trước cái nguyên cái khu này là tảng đá hết rồi sóng nó cứ đánh vào thì kiểu là nước chảy đá mòn thì nó hình thành thế này đúng không các bạn ơi? Tôi thấy có cái hang nó sâu sâu nhưng mà nó rất là con các bạn ơi. Thử bạn lên khám phá ui các bạn ơi. Đấy, khe ở trên đó các bạn ơi. Thế này mà có hòn đá nó rơi trúng đầu thì thôi rồi luôn. Cái khe ở trong đây thì cũng còn khá là sâu các bạn, còn ở trên kia nữa kìa. Giờ tôi sẽ vào trong đây tôi khám phá nhá. Ui các bạn ơi. Đấy. Trong đây các bạn còn thấy gì vẫn còn nhá. Nhưng mà tối lắm các bạn ạ. Thì tôi sẽ không vào, giờ tôi sẽ đi ra đây. Đố các bạn biết thật sự là anh em chúng tôi đang ở đâu các bạn ơi. Các bạn mà đoán đúng thì tôi cho các bạn là giỏi đấy. Thì ở trong đây vẫn còn rất là nhiều hang nhỏ nữa nhưng mà hang nhỏ thì nó cũng giống như hai cái hang vừa tôi vào khám phá thôi các bạn ạ. Thì cũng không có gì đặc biệt thì tôi chỉ khám phá hai cái hang đấy thôi nhá. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, lên trên lều nghỉ ngơi thôi. Ở đây gần một ngày rồi các bạn ơi. Sáng này giờ mày thèm cái gì? Các bạn này giờ tôi thèm một chai nước ngọt các bạn ạ. Phong ơi, Phong thèm gì? Tao bảo bỏ nước ngọt thôi. Em thèm ấy thịt gà nhỉ. Thịt gà các bạn ơi, mỗi thằng thèm một thứ khác nhau. Giờ tôi chỉ thèm chai nước ngọt thôi. Từ hôm qua không được uống chai nước ngọt nào rồi. Ước gì có chai nước ngọt từ trên trời nó rơi xuống nhỉ. Sao bạn thành thử thách của bạn này này. Và thành thử thách anh em mình đi mỗi người ba chai nhá. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành thử thách. Bye bye hòn đảo nhá. Có cơ hội thì hẹn gặp lại.